xưởng gỗ mỹ nghệ Lê Trình hân hạnh kính chào quý khách. Lời đầu tiên, gỗ mỹ nghệ Lê Trình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý khách hàng, quý đối tác đã quan tâm ủng hộ, đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tự hào là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, gỗ mỹ nghệ Lê Trình ra đời với sứ mệnh khôi phục lại truyền thống điêu khắc gỗ đang dần bị mai một, đồng thời góp phần xây dựng không gian sống, không gian nhà bằng sản phẩm gỗ mỹ nghệ ấm cúng, mở ra một thế giới quan tuyệt đẹp và tạo điểm nhấn với những nét chấm phá độc đáo giữa nội thất và kiến trúc. Với phương châm sáng tạo, táo bạo, chất lượng, thăng hoa, chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế thi công đóng bàn ghế kiểu, ba tấm phẳng theo kiểu hiện đại tân cổ điển, phong cách phong kiến xưa, điêu khắc nghệ thuật từ gỗ tự nhiên như tượng gỗ, tượng Phật, con giống gỗ, quạt gỗ, cháp gỗ, bộ ấm trà, tranh gỗ, lục bình gỗ, đồng hồ gỗ. Sản xuất bán các sản phẩm nội thất và trang trí nội thất làm sẵn, làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu. Chúng tôi còn luôn sáng tạo ra mẫu sản phẩm mới với chất lượng cao, đánh bóng nguyên vân gỗ quý. Về màu sơn gỗ cũng sẽ làm theo yêu cầu để khách hàng lựa chọn. Phục vụ cho các đại lý, cửa hàng, nhà ở, biệt thự và toàn thể khách hàng trên cả nước. Với mong muốn mang nguồn cảm hứng và hưng thịnh vào cuộc sống, gỗ mỹ nghệ Lê Trình chú tâm vào chất lượng và thẩm mỹ. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ giúp khách hàng được sống trong không gian đẹp mà còn mang tác dụng tích cực từ phong thủy, luôn tốt nhất về chất lượng, không cong vênh, mối mọt, đẹp về mẫu mã, đa dạng về kiểu dáng, với giá thành cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi cũng cam kết chỉ sử dụng những loại gỗ quý lâu năm đã qua xử lý, được chạm khắc tinh xảo bởi sự tinh túy của khối óc, sự khéo léo của bàn tay những người nghệ nhân lành nghề, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ đạt thẩm mỹ, mỹ thuật cao và độc đáo, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Trải qua nhiều năm phát triển và trưởng thành, hiểu được tầm quan trọng của một không gian hạnh phúc là một nơi để làm việc, giao lưu, giải trí, thờ phượng, luôn đảm bảo thiên thời địa lợi và nhân hòa. Chúng tôi đã sáng tạo nên những vật phẩm đẹp, tặng phẩm vô giá, đẹp nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về phong thủy, mang đến cho gia chủ sự may mắn. Với đội ngũ nhân viên giỏi, hiểu sâu sắc về phong thủy, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, gỗ mỹ nghệ Lê Trình sẽ giúp quý khách lựa chọn được những sản phẩm tinh tế, đạt đến độ tinh hoa hoàn hảo, chạm đến trái tim người nhìn. Khi bạn đi khai trương, mừng thọ, mừng tân gia, đối tác, tặng cho sếp hay người thân, hãy đến ngay gỗ mỹ nghệ Lê Trình với tiêu chí dịch vụ tuyệt vời, giá siêu hời để cung ứng kịp thời trong các dịp Tết và các dịp Tết. Chúng tôi có rất nhiều chính sách khuyến mãi và chiết khấu cao cho khách hàng một số lượng lớn, các giám đốc cùng nhà thầu công trình và các kênh phân phối nhằm mang lại sự lựa chọn tối ưu, tiện nghi cho mọi không gian sống, làm việc và giải trí. Hãy đến với gỗ mỹ nghệ Lê Trình để nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị. Bởi chúng tôi ra đời là để thổi hồn vào gỗ, rất hân hạnh được phục vụ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ xưởng gỗ mỹ nghệ Lê Trình, địa chỉ thôn Bột Thượng, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại 0968 096 567, 0947 096 567. Gỗ mỹ nghệ Lê Trình, lựa chọn thông minh, khởi sinh hưng thịnh.